sẽ là sự góp mặt đặc biệt của ngôi sao sân khấu tài danh từ hải ngoại trở về. Và cũng nhân dịp này đến đây cùng với đoàn Quỳnh Long phụng cúng cho bà cũng như dân tiếng hát và tri ân tấm lòng mộ điệu của khán giả mấy mươi năm qua đã nuôi dưỡng tên tuổi của anh. Trong giờ phút này, Luật xin mời tất cả quý vị một tròn vỗ tay nồng nhiệt chào đón ngôi sao sân khấu đại danh ca Linh Tâm. Linh Tâm xin chào tất cả cô chú và các anh chị, là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chào quý vị. Thấy vui quá. Vậy mà mười mấy năm nay mới ở đây hưởng cái vui này. Đi đâu mất tiêu, bây giờ đây không nghĩ là vui đến gì. Phải nói là lâu lắm rồi mới về đây. Mà tờ nhờ cháu Bình Tinh tạo cái duyên. Thành ra đăng lý chương trình này quý vị thấy quảng cáo không có Linh Tâm. Linh Tâm xin đi hát đó quý vị ạ. Xin cho em, cho mình xuất hiện trong chương trình này. Lần đầu tiên đến đây để gặp gỡ tất cả cô chú và anh chị. Linh Tâm là người con của Đức An Giang Tâm ở Tân Châu á. Thành ra hôm nay về được quê hương rất là mừng quý vị ạ. Và bài hát nói lên cái thân phận của Linh Tâm, một sáng tác được mang tên Phận Tơ Tầm. Mời quý vị thưởng thức. Vỗ tay cho vui luôn bà con. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất là nhiều ạ. Chân thành cảm tạ quý vị. Được bà con yêu thương đó là niềm hạnh phúc rất lớn của nghệ sĩ. Thôi thì mai mốt nếu có duyên thì chắc có lẽ năm nào về đây hát với bà con đồng ý không ạ? Vâng. Vậy thì thời gian bây giờ không tính bằng năm bằng tháng nữa đâu, tính bằng ngày, còn khỏe giờ nào rồi cố gắng hát giờ đấy quý vị ạ. Bà bây giờ dạ ngoại. Dạ. Dạ con ở Tân An à. Tân An, tao ở đây với xã Lâm Phú. Chừng gì đi con. Vậy đi, tao với nó một xứ nữa ở dạ. Tân Châu. Vì ở Tân Châu nè, tại xã Lâm Phú nè, mày ở Tân An rồi chị ta chở. Dạ. Dạ cảm ơn rất là nhiều chân thành cảm tạ quý vị. Bà con yêu thương Linh Tâm xúc động vô cùng ạ. Quý vị có biết không? Có những ký ức mà có lẽ có chừng bà ngoại ơi, có chừng khỏe quá trời quá đất luôn, coi chừng cái gì. Mà chạy còn được luôn. Có những cái kỷ niệm mà nói là ký ức. Hồi xưa Linh Tâm ở Châu Đốc này mấy năm quý vị à. Ở Châu đoàn Dân Công An Giang, chỗ cây bồ đề đó, mấy năm ở đó luôn. Bây giờ thì có những kỷ niệm mà mỗi lần mà về miền Tây là Linh Tâm nhớ vô cùng. Nhất là hồi xưa mà lúc mà chưa có phà đó, chưa có cầu chứ, có cái phà. Quý vị nhớ không? Chắc anh chị cô chú bác ở đây lớn tuổi ai cũng biết rồi, mỗi lần mà tới ngừng xuống cái phà Mỹ Thuận là nghe người ta rao à trà đá đây, ai uống trà đá không, tới bắt bà con ơi xuống đi bà con ơi. Bây giờ không có xuống nữa, tới đi luôn rồi, ta có cầu. Bây giờ thì đó những tất cả những kỷ niệm đó làm cho Linh Tâm nên nhớ đến một bài hát giống như cội nguồn của mình, một sáng tác rất dễ thương của tác giả Viễn Châu, một bài hát được mang tên Sầu Vương Ý Nhạc. Sẵn ở đây Linh Tâm xin gửi tới các cô chú và các anh chị. Cảm ơn rất nhiều. Bà con có nóng không ạ? Ai cũng quạt hết trơn hết trời. Sẽ dừng lại bên cầu bên lướt, nhạc ai làm rơi rước còi lòng ta. Họ không là những nhạc sĩ tài ba mà đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người thương nhớ khôn nguôi. Mưa từ đầu mưa về làm muốn lá hoa rơi ta tới tiếng mưa gió lạnh, lúa ngoài mình lá vàng rơi lìa cành, người ta nối niềm riêng. Tiếng mưa gió lạnh, lúa ngoài mình lá vàng rơi lìa cành. Người ta nối niềm riêng. Ai đã có lần đi đến miền Tây với những cánh đồng cò bay thẳng cánh, với chính nhánh Cửu Long êm đềm xuôi dòng ra biển cả, qua vùng đất phù sa đi thương câu hát tiếng ru bao đời, thương cây lúa lớn nhanh theo người tình yêu non nước, khắc sâu vào tim mỗi bao kỷ niệm ngày xưa. Khi có dịp đi xuống Hậu Giang và ngang qua cầu Bến Lức, làm sao quên được giọng hát liêu trai, tiếng ca buồn nao nuột của em bé ngây thơ hát vào ở ven đường. Cầm chiếc gậy trên tay em dắt theo ông lão Tấn Nguyền, em cất lên tiếng ca buồn rười rơi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người thương nhớ không lâu. Buồn làm sao giọng ca đầy thảm, hay không à? Chúng ta đúng cái gì? Qua thiên sang kia tiếng rượu nhựa tan, vui ca sang người đi tiếng bên ngoài ngàn, người đi ngoài vàng lý quan sang, người mong chờ trong bóng cô đơn. Không ai bảo ai nhưng cả xe im lặng, và nghe đâu đây như có tiếng thở dài. Gió lạnh từ xa như hòa theo khúc nhạc u quay, ông lão trở với đàn và cô bé cũng trỗi sang một điệu khác. Ai đang đi trên đường đêm tai lắng nghe muôn câu hò đê mê, vô đây em dù trời vẫn đưa em về, giữa trưa buồn nghe não nuốt lòng ơi. Trắng đã lên rồi và đoàn xe cũng từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn lại lần cuối cùng hình ảnh cha con người hát vào, mà sao nghe lòng mình tràn ngập nỗi niềm thương. Người ly hương tôi cũng ly hương, họ là nhạc sĩ còn Linh Tâm là nghệ sĩ. Đời của ai dài đầy mãi đó, đời của tôi cũng sương gió lâu rồi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa như ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn tình đời mưa sầu vì lòng người thương nhớ không lâu. Phải chăng mưa buồn vì tình đời mưa sầu vì lòng người thương nhớ không lâu. Wow. Quá tuyệt vời phải không bà con mình? Và ai cũng có thể là những ngôi sao làm được một cái live show tại đây luôn. Cho nên là với hai bài hát vừa rồi, Luật biết là chắc chắn quý vị chưa có thỏa lòng đâu. Nhưng mà thôi thì chúc anh Tâm một sức khỏe thật là dồi dào để cống hiến nữa bằng một tràng vỗ tay thật lớn đi bà con à. Và một lần Tâm nữa, lần Tâm xin nói lời tạm biệt tất cả cô chú các anh chị. Mong mọi người lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe nha. Thật khỏe, thật phải là xung độ đến đây vỗ tay thật là nhiều. Để năm sau chúng ta còn gặp lại. Bye bye, see you again. Em xin được cảm ơn tiếng hát vượt thời gian và những lời chúc tốt đẹp của ngôi sao sân khấu Linh Tâm.